Dạ con chào chú. À, Chú chào vô. chào Dạ anh. dạ thì hôm nay con ghé lại cập nhật lại tình hình vườn của mình á. Dạ thì thời tiết hôm gài thì nó nói chung mùa này cũng thuận á, nó đậu trái thì nó tương đối nó cũng ổn. Dạ nhưng mà cái về cái tình hình cháy lá đó thì hiện nay hôm nay nó rất là nhiều ha. Cho nên thì hôm nay con xuống để cập nhật tình hình mình á. Thì ở đây thì mình ấp ấp xã mấy chú, ấp xã Ấp nào? 1 xã Cẩm Sơn, Cai Lậy, Tiền Giang. Dạ, đây là ấp 1 xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ừ. Dạ. Thì mình xài Sago là vụ này là vụ thứ 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 ba thứ ba rồi hả chú? thứ Dạ, ba thì năm nay chú thấy tình hình thế nào? năm nay thì xài năm thứ ba rồi là thấy ổn hơn cái năm đầu với năm thứ hai. Dạ. Năm thứ ba là thấy giờ tới giờ này mà đèn sổ nhị chạy trái rồi mà không không có trái lá. Dạ. Tức là mùa này là mùa mình mùa khô ha. Hôm nay thì thời tiết nó nắng nóng, buổi trưa với lại sáng sớm với tối thì lạnh á, Đúng cho rồi, nên cái thời tiết này thì nó rất dễ cháy lá. Ừ. đúng rồi. Nhưng mà tới hôm nay thì cái bộ lá mình thấy sao? Bộ lá này còn xanh mướt mà nó tươi lắm. Dạ. Nó đều cả vườn này hả chú? Đều hết vườn, chỗ nào cũng được, cũng y như nhau hết. Dạ. Như là này, cái này là cái hướng mặt trời này chói nè. Thông thường là nó sẽ cháy cái hướng này trước. Đúng rồi. Dạ. Thì đến hôm nay thì con thấy là cái nãy giờ con theo dõi thì cái hướng ngay cả cái hướng mà mặt trời chiều mà của cái vườn mình cũng nói chung cũng nó cũng vẫn ok. Ok. Dạ. Thì cái lá này vẫn xanh dày nè nha. Mà cái Dạ. chập mới sổ nhị còn dần đọt chứ nay là nuôi diều đọt luôn á, nó đi diều diều hoài luôn Dạ. Thì cái hôm bữa mụn. trước xã nhị là chú có dặn cử. Có dặn Dặn cử. cử là kali với ultra đúng không? Đúng rồi, Dạ. kali unka. Dạ. Thì lúc đó là cái liều hình như chú xài cũng cái liều cũng hơi mạnh thì con dạ Phi một chai á, một pha chai kali nửa chai với unka. nửa chai ultra, thì lúc đó thì con muốn chú xài là nửa chai kali thôi để mình diều, Đúng rồi, nhưng mà lúc đó chú xài một chai luôn, con thấy lúc đó là cái đọt cũng cụp luôn. đúng rồi, xịt là cập Dạ liền. nhưng sau đó thì một số cái lá thì nó cũng lấy được, cái nào cụp thì cụp này ha. Cái nào nó mở thì dạ nó già, nó có số lá dạ nó nuôi được. như cái này nó cụp nè, còn cái số nào mở thì mở, cho nên là nhưng mà tới cái bộ lá già thì nó cũng không ảnh hưởng gì ha. Đúng rồi, Dạ. này tại bộ lá già xanh là nhờ cái thằng Unta với cái thằng Kali gì bò bò kẽm Bò kẽm, tức là chú á. cũng cộng bò kẽm vô luôn. Đúng rồi, cũng cầm Dạ. bò kẽm. Thì hôm nay mình theo quy trình, năm nay theo quy trình là cả phun và tưới luôn đúng không chú? Đúng rồi, phun tưới Dạ. luôn, nuôi trái luôn, tới giờ này là chưa có miếng phân nào hết á. Dạ. Là mình tưới với theo quy trình Sago. Đúng rồi, tưới Tức theo là quy trình Sago đó, dạ, thì là theo là Unta với đợt đầu thì Mexico, đợt sau là Amino, Dạ. cộng với bò. Dạ. Tức là tưới cũng tức là theo chọn quy trình luôn, tại quy trình nó hơi nhiều Đúng ha. rồi, chọn Là theo từ y dạ như quy trình luôn á. y như quy trình luôn, tức là từ lúc mà ra, tức là từ lúc làm bông luôn. Làm bông Ừ. luôn. Mình tưới Ultra Mexico luôn rồi. Là Dạ cái bộ cuốn sách là thưởng đưa ha, là theo cái bộ y như vậy luôn đó, là dạ từ đầu tới cuối thì khi tạo mầm ra sổ nhị rồi xịt là cũng y như bộ trong sách đó. dạ thì hôm nay là tình hình đậu trái là cũng ổn hả chú? Đúng rồi, nay thấy dần trái thấy ngon quá, hơi so hơn những nhiều năm 2 năm trước á. Chú thấy cái trái chạy thế này thì chú thấy thế nào chú? Trái dày thấy ok rồi, nó xanh trái nè, Dạ. mà thấy mọi khi nó sổ nhị nó còn dần vàng, nay quá xanh Dạ. ngon, mà lá nó cũng xanh nữa. Dạ, màu sắc đồ này là ok ha. Ok, màu sắc đẹp đẽ Dạ. ngon lành. Tức là cái màu này xanh con thấy xanh nhưng mà xanh cái màu sáng. Ừ. Xanh màu sáng, Dạ. màu kiểu như của Sago, còn cái màu thuốc cửa hôm mỗi hồi trước nó xịt hóa học á là nó Ừ. vàng, Dạ. nó xanh. Xanh này là nó nói chung nó lớn nhanh. Nó chạy trái lớn nhanh. Thì cái quy trình tưới thì nó theo luôn cái quy trình. Ừ. Tức là tưới luôn từ lúc dưỡng bông Ultra Amino. Rồi trước khi xả nhị thì Ultra với Amino với Đúng bo rồi. kẽm. Mà nhớ lần trước là con có tư vấn chú là bo một gói thôi. Nhưng mà tưới là chú quất luôn hai gói. Hai gói. Nên nay đậu quá trời luôn. Bộ vốn xịt hôm mà sổ nhị dứt Ừ. sổ nhị khoảng 80% là cũng xịt 2 gói bo nữa Ở đây đây nó có đậu mấy chùm đá ghê. nè. Đây nó có diệp sáp. Có Bắt đầu có diệp sáp nè chú. Ừ. Thì để cái này con có thuốc rồi. Thuốc mới 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 có luôn. Thì đưa xuống chú cho chú phun. Không Mới có thuốc mẫu luôn á.
không không dám xịt nhiều, tôi mua cái chai nhẹ nhẹ đó mà. Dạ. Mùa nắng thì này thì nó dịp sáp nhiều. Ờ, nó ảnh hưởng nó nhiều lắm. Vậy bộ lá thì nay là khỏi chơi rồi. Ừ, lá dạ. Đều lá ngon lành, nay giờ thấy đẹp vườn. Thì mùa này chủ cái cháy lá. À. Cho nên là con đưa ra cái quy trình tưới á. À. Để kìm cái bộ lá của mình. Bởi vậy năm nay dạ. Mỗi năm mỗi cái kinh nghiệm khác nhau thành dạ. Ra năm nay thấy hiệu quả ngon hơn 2 năm trước. Đậu ngon quá. Hết hồn ở chùm này luôn. Quá chừng đó kìa mát. Cái lá này. Quá trời cây này đậu. Nhìn ngọn cái cây nhánh tao đậu rồi. Vườn này là nó lúc trước mình bị mặn đúng không chú? Đúng rồi, bị mặn. Nhánh đầu kia nó mất con nhiều. Ừ. Mà cái không sao. Mặn 2 năm mà hên là không có chết nhiều, có 2 cây. Có cái lá nè, cái bộ lá này. Ừ. Dạ. Này mục đích chúng ta tưới ultra nè. Để cho cái lá này nó bền á. À. Tại vì vô cái mùa khô này là nếu mà thiếu lân là nó sẽ nó cháy mà nó dễ rụng. Mà mình tưới thằng bo kẽm lá nó dày hơn cái. Đúng rồi. Dạ có bo kẽm vô thì nó dày hơn nữa, nó đúng xanh rồi. Nữa tại có kẽm trong đó. À. Bo Gojin là kẽm cho nó tới 5% lận. À. Dạ. Dạ nhưng mà quan trọng là cái lân của Ultra. Đúng rồi. Tức là nó ổn định, nó hấp thu được cái nó bền. Cho nên là thông thường mùa này là vừa cháy vừa thay lá. Nếu mà vườn nào mà nó thứ nhất là cái pH nè. Thứ pH dưới á. À. Thứ hai nữa là nó không đủ lân là nó sẽ bị rụng lá lác đác hoài. À, tưới Ultra với Mexico với Bo là thấy chắc ổn định pH thì thành dạng lá vậy là thấy ok rồi, dạ. Không đến nổi. Nếu nó tụt pH là nó lá nó sẽ khác. Dạ. Ừ. Cho nên bộ lá hôm nay con ghé vô là thấy ổn. Ừ. Chanh tưới nó còn tốt ở đó. Chanh không gầy có giá cho nên xài sago nhiều lắm á. Ở Đức Huệ xài nhiều lắm. Ồ quá trời cây này đậu. Ừ. Cũng luôn. Như nó cũng có ly đọt lai gai hoài á cô. Mà không không sao. Ở đây mến. Ồ, cái này đậu cũng dữ quá ha. Nó xỉa xỉa, nó kiếm đọt, có gai đi đọt nó mở ra, có lá nuôi. Bữa tưới bữa nghỉ. Cái này về khâu nước thì mình đừng cho dư cũng đừng cho thiếu. À. Cái nền đất này thì nó cũng không được tươi xốp lắm cho nên mình ngày tưới ngày nghỉ. À. Dạ. Thì chú tưới từ hôm sổ nhị đến nay ngày tưới ngày nghỉ á. Nhà để nó ổn định cái ẩm độ là nó sẽ cũng đỡ cháy lá lắm. À. Này là như cây này mình lấy được cơi này. Ừ. Nói chung mình lấy được cả nửa cơi rồi đó. Hỏi mình xịt kali vậy cho nó mở được một số. Dạ. Cây này yếu yếu vậy chứ đậu nhóc hết trơn. Chùm chùm luôn. Cây dưới dưới kìa. Chùm chùm. Chùm chùm kia luôn. Quá trời luôn. Là chú mới xung phun bộ 4 hôm qua. Đúng rồi, xin bộ 4 hôm qua đó. Ultra với Mexico. Mexico với Amino. Amino. Với Bo. Với Bo. Là liều sao chú? À, cặp đó là 500 lít nước với 5 gói Bo. Dạ, tức là Bo gói phi. Gói phi. Chạy im ha. Mẫu trái năm nay thì chú thấy ok hơn không? Ok, trái vậy thấy nó xanh ngon hơn mỗi năm á. Cái mẫu á, cái nó, mẫu trái nó tròn, nó thon thon là chứ nó dài, nó không dài. Ừ. Năm rồi sao có mấy trái làm như trái hũ hoa nó dài sọc. Nay thấy trái nó đẹp hơn. Mẫu này là dừa nè. Ừ, ít bò tử nữa. Nói chung nó cũng không dài cũng không tròn. Ừ. Mẫu này là dừa luôn. Năm ngoái nó có bò tử thấy eo eo, nay đỡ nó xuống xuống. Ồ, cây kỳ quá dữ luôn. Cái này mới dữ nữa nè. Đậu mấy vị trí này là ngon nè. Ừ. Chí là nuôi trái đẹp luôn. Cái này quá đẹp luôn. Cây bên đó hả cô? Cây này do đi quay coi. Gãy đọt cái đọt. Đúng rồi, đi. Cây này do gãy đọt rồi nó nhánh tơ á. Ừ. Cho nên cây này riêng cây này thì cô cứ lấy bình thường đi. Ăn nhiêu được nhiêu thôi. Ở dưới
để đúng rồi, để mình dưỡng lại cái cây thôi, tại cái này nó đang trẻ hóa thôi. Dạ, còn mấy cái nhánh già đó là không sao đâu. Chứ cái này đừng có chặn đi đây, cái đợt tơ đó lắm. Chứ nhánh già nó đâu có đi. Dạ. Cho nên cây đó nó đang trái dưới quá trời luôn kìa. Nửa khúc trên nó bị rồi. Bị vấn đề gì rồi? Đậu quá trời luôn. Quay thấy nhánh nào cũng trái ha. Trong vườn rộng quá, đi tới khúc này chắc quay hơn chục phút rồi. Chúng bây giờ mình tiếp tục thôi chú. Tiếp tục giờ tưới gốc là bộ ba được rồi. Tưới bộ ba. Bỏ bo ra cũng được. Ừ. Trái nó thế này thì nó ổn. Vậy bộ ba thì 500-600 lít. 10 ngày một lần. Rồi. Dạ. Ở trên thì bộ 4 tiếp tục bộ 4 thì cỡ cây trái cỡ cổ tay hướng ngừng. Cổ tay dạ. Nhưng mà nếu mà trường hợp phun trái nó ổn định mà cái mẫu trái nó hơi tròn thì mình bỏ bo ra luôn. Nha, tại bo đưa nhiều quá nó cũng tròn. Từ hôm nào hôm nay là đi suốt bo luôn mà. Dạ. Để cho nó đậu nó tròn. Cái mẫu này hiện giờ là đang rất đẹp nè. Đúng rồi. Rất là bình thường luôn. Thấy tức là đẹp. Nó vừa. Ừ, nó vừa tái chứ không dạ. Dài mà không tròn. Đúng rồi, nhưng mà mình phun một hai cử nữa. Ừ. Để cho nó ổn định cái đang nó đang triển trái á. À. Nhưng mà thấy nó hơi tròn bắt đầu mình nhả bo ra luôn. À. Không cần nữa. Mình đưa vô. Thế vậy không phải chắc xịt cả hai cử nữa. Dạ, cỡ hai cử bo nữa cái bắt đầu mình coi tình hình. Ừ. Rồi lúc đó con bỏ bo ra rồi bắt đầu sau này nữa là bỏ Mexico luôn à. Hoặc là ví dụ như Mexico với Ultra mình giảm lại chai bao phi amino tăng lên à. Để cho nó lớn trái. Ừ. Dạ, ở dưới tưới như vậy. Đúng rồi, cây lớn trái nuôi bự là phải thằng amino dạ. Vô nhiều mới được. Rồi qua Tết con về cái cây tưới đó mình pha dùm tưới luôn à. Khỏi gãi hút cơ luôn cho nó đỡ tốn công rồi. Pha dùm một lần một luôn. Vậy là tới đây là có cái mà hữu cơ mới đó là dạ. Tưới nuôi trái ngon á. Tưới nuôi trái tại nó hữu cơ nhưng mà nó có phun vít rồi humic rồi đó. Ừ. Dưỡng rễ rồi phục hồi đất với lại cải tạo đất. Ừ. Với nó có luôn amino trong đó nữa. Ừ. Amino nữa lớn trái trong đó luôn. Với có một hàm lượng nhẹ lân kali nữa. Ừ. Là nó ok luôn, lớn trái tuyệt vời luôn. Mà cái này cỡ cổ tay hả, gãy phân nhấp hay sao hay là khỏi luôn để có thùng đó tưới luôn. Thùng đó là tưới luôn. Tưới luôn khỏi. Dạ, tới đó kịp rồi, không gãy hút cơ nữa. À. Nó tại đó là hút cơ dạng tưới rồi. À. Nó có dạng tưới với dạng gãy thì mình xài dạng tưới rồi khỏi gãy. Rồi rồi. Dạ. Còn hóa học thì nếu mà là tưới Ultra với amino rồi là khỏi gãy hóa học luôn. À. Chỉ tưới như vậy là đủ rồi. Là coi như bộ lá mình tới thu là đẹp luôn á. Nếu tới vậy thì tới trái bự phải tăng liều lên. Dạ, thì mình tăng amino. À, tăng amino. Tăng amino lên thôi, giảm Ultra với Mexico lại. À. Dạ, là cái đẹp luôn. Tới vậy giữ cho dàn lá nó xanh hoài vậy là thấy dạ. Đạt rồi. Nói chung tới thời điểm này mà nó tươi, quan trọng là nó tươi. Ừ, lá nó tươi, chiều nó không heo, không rụng. Nó héo, nó bóng lưỡng à. À. Cho nên là ok, còn những vườn xung quanh thì mình thấy nó sụ. À. Là nó cái lá bắt đầu nó ghim vô cháy là nó nhanh lắm. Bởi xài thấy năm nay là thấy cái dàn cây nó khác như so với những năm trước. Dạ, nhìn đây nhìn kia bóng ngời luôn. Chung điều vườn gì hết luôn. Ừ. Nhưng mà cái nó xịt cái thằng bo là hay là nó nhả được bớt rong nữa. Dạ. Rong hổm nó đem thu nó xanh chành luôn mà. Tức là chú thấy là nó bớt cái rong đúng chú? À, bớt rong. Bớt cái rong này. Ừ. Thằng bo thì nó giống như nó làm khô. Ừ. Vườn này mình, dạ. Là đại lý rong mà giờ xịt nó vô hạn chế bớt rồi cũng giảm được khoảng 40 tâm à. Chóc bớt nè. Ừ. Thì bo thì nếu mà xịt nhiều thì nó khô. Ừ. Cho nên là giai đoạn mà là làm bông á, tạo mầm con đưa vô. Với nó phân hóa với nó khô này kia. Với nó cái màu sáng này là cũng màu bo đó nè. Đúng rồi, màu sáng nó tẩy là... á. Ừ. Bo nó có kẽm trong đó nó tẩy. Nó tẩy các cái nấm khuẩn rồi đó. Mà cái màu đẹp thiệt màu chứ nó không xanh mà nó không vàng, nó màu đẹp ghê hồn. Màu nó ngà ha. Ừ, ngà. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Rồi thôi vậy hôm nay thưởng dư mến dạ. Đến gia đình của mình để tham khảo cái vườn vậy chú cũng cảm ơn hai cháu. Dạ.
đồng hành với Sago là chú sẽ, nếu mà giữ cơ dày được là chú đi suốt hoài luôn. Dạ. Dạ thì bên con thì cũng mỗi năm mỗi cải tiến. À, đúng rồi. Với lại thêm. Dù năm sau nữa con còn ra cái đồng sinh học nữa. Ừ. Dạ thì để làm sao cho tốt nhất vườn mình. Rồi rồi. Dạ rồi, cảm, dạ con cảm ơn rất nhiều. Giúp đỡ của cháu với công ty Sago đã hết sức quan tâm tới gia đình của chú. Dạ, rồi. Con cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn con. Thank you.